Ok, xin chào các bạn, mình là anh Văn Âm đây. Thì mình đang đứng trước cổng trường của mình là trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hay còn được gọi là trường 2. Thì hôm nay trường mình có tổ chức một cái lớp cập nhật luật bóng rổ mới do trường tổ chức. Thầy giảng dạy là thầy Lê Việt Đức, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Bây giờ các bạn cùng theo chân mình để vào lớp học nha. Let's go. Have you ever felt... Are you listening? Damn. Đại học thể thao với lại môn bóng rổ thì có làm cái buổi, thật ra đây là nằm trong cái chương trình học của trường Đại học thể thao cập nhật cái luật bóng rổ 2018. Đây là cái luật mới được FIFA áp dụng. Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cũng đã chính thức đưa cái luật này để vào thi đấu. Thì đây là một cơ hội để chúng ta học hỏi và trao đổi. Đồng thời đây là cái cơ sở để sau này có sổ các bạn chuẩn bị đi dạy rồi đó. Thì trong dịp hè nó sẽ áp dụng những cái mới nhất để chúng ta giảng dạy. Và trong cái buổi học hôm nay thì cũng rất vinh dự thấy được có nhiều gương mặt các bạn hiện nay đã ra tốt nghiệp ra trường. Thì ở đây tôi thấy có chỗ anh Thái, hiện nay đang là nhà của sở thể thao Vũng Tàu, và một trong những người phát triển cái bóng rổ Vũng Tàu khá mạnh trong thời gian vừa qua. Thái đang ngồi phía bên sau. Chúng ta sẽ làm việc thầy Đức. Bắt đầu xin phép nói sơ về một cái số thay đổi cơ bản trong năm 2018. Đầu tiên đó là cái điều luật số 24 về cái dẫn bóng. Theo như luật bóng rổ từ 2017 trở về trước, cái mặt bản rổ được xem giống như là mặt sân về mặt định nghĩa. Vì vậy sẽ có những cái tình huống như sau: khi chúng ta đang dẫn bóng ở trên sân, chúng ta bắt lại bóng, sau đó chúng ta tung cái bóng, ném cái bóng vào mặt bản thì sẽ bị phạm luật 2 lần dẫn bóng. Đúng không? Và ngược lại, khi chúng ta vừa bắt bóng, chúng ta ném bóng vào bản, sau bắt lại thì chúng ta sẽ hết quyền dẫn bóng. Mục đích thay đổi này nhằm để tiếp cận cái luật bóng rổ của FIFA cũng như là luật bóng rổ của khối các cái nước Bắc Mỹ. Họ sử dụng theo cái luật bóng rổ nhà nghề của NBA. Cái điểm tiếp theo đó là cái điểm về điều luật 24 giây. Cái này là một cái thay đổi rất là lớn. Rồi, đội A kiểm soát bóng ở phần sân trước, đấu thủ đội B phòng thủ sát. Một vận động viên của đội A phạm lỗi tấn công với đấu thủ của đội B, trọng tài sẽ sau khi báo lỗi chưa có lỗi đồng đội, lỗi tấn công luôn luôn là phát bóng biên, không có ném phạt. Lúc này đội B sẽ được quyền phát bóng biên ở phần sân sau của đội B. Đội B sẽ được 24 giây mới. Tương tự như vậy, ở đội A kiểm soát bóng ở phần sân sau, đấu thủ đội B phòng thủ sát. Có một đấu thủ của đội A phạm lỗi tấn công. Lúc này đội B sẽ được quyền phát bóng biên ở phần sân trước của đội B. Đội B sẽ có 14 giây trên đồng hồ 24 giây. Rồi, tương tự như vậy với cái điều luật liên quan đến cái luân phiên phát bóng biên. Về luật chạy bước, đối với những cái tình huống mà vận động viên bắt bóng ở trên sân khi anh ta đang đứng tại chỗ thì hoàn toàn như là luật từ trước năm 2017 trở về với quá khứ, y như cũ, không khác gì cả. Tuy nhiên, khi vận động viên bắt bóng trong tình huống anh ta di chuyển thì cái bước chân đầu tiên khi anh ta chạm đất sẽ không tính là chân trụ. Cái cách nói thông thường, đúng không ạ, người ta sẽ hay dùng một cái từ là zero step, có nghĩa là làm sao? Chân trái chân trụ đúng không? Bước lên nè. Rồi, và dẫn bóng trước khi bóng rời tay mà nhấc chân trụ lên là phạm luật chạy bước. Đó, cái này theo luật cũ. Rồi, bây giờ theo luật mới. Luật mới thì sao? Chỉ xác định khi vận động viên di chuyển, nếu vận động viên di chuyển chậm, vận động viên di chuyển nè, bắt cái bóng ở trên không, sau đó chân phải tiếp đất, zero. Bước tiếp theo, bước thứ nhất, lúc này chân trái là chân trụ, vận động viên sẽ được phép sao dẫn bóng rời tay trước khi bóng, trước khi chân trụ được nhấc lên, đúng không? Là hợp lại nó sẽ là một cái điểm thay đổi. Cụ thể hơn nói về cái cách chơi bóng, về cách chơi bóng nha, như luật cũ nè, như luật cũ khi bắt bóng rồi trở lại đất, đúng không, theo luật cũ nè, phải dẫn bóng ra rời tay rồi mới được nhấc chân trụ lên. Ok,
chưa? Thì bây giờ theo luật mới chúng ta sẽ được mở rộng hơn. Chúng ta mở rộng hơn một chút ha. Bắt bóng nè. Không. Một. Bắt bóng ra. Spin move và cái mình gọi là gì? Xoay dĩa. Cái từ mỗi thông mình hay dùng là xoay dĩa. Khi chúng ta lên đổ nè, thường là xoay dĩa lên đổ như thế này. Đấy. Lục cũ nè. Một, hai và hợp lệ. Đúng không? Lục cũ nha. Em nói lục cũ nha. Tiếp tục vẫn theo lục cũ nè. Trọng tài sẽ đổ chạy bước khi phát bóng nè. Một nè, hai nè, ba nè là chạy bước. Thì bây giờ với cái luật mới này, nếu như trong cái tình huống mà xoay dĩa thì trọng tài sẽ nhẹ nhàng hơn, vận động viên sẽ nhẹ nhàng hơn, bất kể là anh ta có bắt bóng từ đây thì khi đang di chuyển mà sẽ là không, một, hai lên đổ hợp lệ, đúng không ạ? Còn nếu như anh ta di chuyển và với tình huống mà thực hiện kỹ thuật đúng như ban đầu như thế thì từ đây nè, không nè, một nè, hai. Tình huống tiếp theo, một cái tình huống nữa khi nhận bóng bóng số mấy đây, một dừng lại. Theo luật mới chúng ta sau lúc này là chưa xác định chân trụ ha, thì sẽ nhấc một chân lên đúng rồi, chân trụ xoay chân trụ bình thường. Có một cách đây khoảng 3 tuần có một cái video clip nó không có chính xác lắm về cái tình huống là bắt bóng và dừng lại như thế này, dừng ha. Tình huống này tạo được chạy bước vì sao? Đúng không? Khi chúng ta khi hai chân tiếp đất thì lúc chúng ta đã dừng rồi, không phải động tác di chuyển liên tục nữa, đúng không ạ? Thì ở thời điểm này đúng không ạ, hợp lại sau đó nhấc một chân lên, ví dụ nhấc chân phải lên thì chân trái là chân trụ rồi, đúng không ạ? Rồi đến đây nhấc chân này lên, được không? Lúc này được không? Được, đúng không? Đã được, được. Rồi, đặt trở lại, xuống trở lại, chạy bước rồi. Đúng rồi. Là sai, là mặc đồ. Hôm nay rất là vui mừng như là hãnh diện được quay về trường tham dự cái buổi tập huấn về chuyên môn nghiệp bóng rổ ngày hôm nay. Có thể nói những kiến thức này tôi nghĩ là rất là cần thiết cho giảng viên cũng như những cái huấn luyện viên, giáo viên dạy nghiệp bóng rổ ở các địa phương. Từ đó là chuyện đẹp cũng như là phát triển bóng rổ các bộ môn. Trân trọng cảm ơn bộ môn bóng rổ trường bóng rổ Quốc Nam, trường Đại học Thể dục Thao Hồ Chí Minh và cá nhân thầy Lê Việt Đức. Sau buổi học hôm nay tôi đã cập nhật được nhiều thay đổi mới của luật bóng rổ và sẽ giúp tôi trong công tác giảng dạy và huấn luyện. Hy vọng chúng ta sẽ có được nhiều buổi học và trao đổi với nhau như vậy để giúp bóng rổ Việt Nam phát triển hơn.